Rồi. Thôi hôm nay đi ăn xiên nướng. Mặt anh lười. Gheo rửa tay lên đó chứ. Rồi. Bắt tay vô ăn thôi chứ làm. Quảng cáo cái này nha. Gheo rửa tay này mình có bán. Gheo rửa tay có vitamin E dưỡng da. Thôi ăn thôi em ơi. Mỗi người một xiên miếng. Hả? Hay là bẻ ra? Bẻ đi mọi người ăn được. Hai vị khác nhau đúng không? Rồi. Rồi. Ăn luôn đi.
giòn à. Nem nướng ăn em ơi. Nè nem nướng. Nè. Em ăn thịt đi. Nem nướng à. Thấy cái cục. Ăn vậy cho chắc cái cắn nửa cục xong nó rớt nửa cục uống đó. Cắn nguyên cục luôn như chắc. Thank you.
Rồi, sau đây là biểu diễn quảng cáo gel rửa tay. Thử đi em. Nè, biểu diễn ở đây nè. Để xuống. Tiện dụng quá nên gặp hết rồi. Sắp vui chơi mới. Còn hơn đúng không? Sạch tay hơn nhiều. Hết rồi. Cái này vừa sát khuẩn vừa sạch tay mà vừa dưỡng da nữa. Thêm miếng này. Tèn. Đây, cái này mình có bán nè. Gel khô sát khuẩn. Có vitamin E để dưỡng da. Conadin, gel rửa tay Conadin của công ty dược phẩm CPC1 Hà Nội. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái clip giới thiệu quán xiên nướng của mình. Quán này là quán chị mập anh lười ở Long Hải. Quán xiên nướng chị mập anh lười ở Long Hải. Cảm ơn các bạn đã xem.